Xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây là phần điểm tin thời sự lúc 10 giờ sáng ngày 3 tháng 5. Từ tháng 5 này, mức thuế bảo vệ môi trường đối với một số mặt hàng xăng dầu sẽ chính thức được điều chỉnh tăng gấp 3 lần so với mức hiện hành. Theo Bộ Tài chính, thì mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng nhiên liệu bay sẽ điều chỉnh tăng từ 1.000 đồng một lít lên 3.000 đồng một lít, mặt hàng dầu diesel tăng từ 500 đồng một lít lên 1.500 đồng một lít, mặt hàng dầu mazut tăng từ 300 đồng một lít lên 900 đồng một lít. Bộ Tài chính khẳng định sẽ tính toán linh hoạt sử dụng công cụ quỹ bình ổn giá xăng dầu cùng với chính sách thuế nhập khẩu xăng dầu phù hợp nên về cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến giá bán lẻ trong nước. Trong khuôn khổ sự kiện mùa du lịch biển Đà Nẵng, thì thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Cứu hộ Lướt sóng Việt Nam tổ chức cuộc thi Cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng lần thứ 2. Tham dự cuộc thi có 10 đội với hơn 50 cứu hộ viên đến từ các địa phương duyên hải miền Trung và một số quốc gia khác như Úc, Philippines. Các đội đã tham gia tranh tài ở các nội dung cứu hộ cứu nạn trên biển. Đây là sân chơi để đội cứu hộ của các bãi biển du lịch miền Trung nâng cao chất lượng các hoạt động cứu hộ ven biển, tạo sự an tâm cho du khách. Trong dịp nghỉ lễ năm nay thì với kỳ nghỉ dài nên du khách đến với khu di sản Phong Nha Kẻ Bàng tăng đột biến. Ngoài việc mở rộng phạm vi tham quan cho du khách thì trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng đã mở thêm nhiều cửa bán vé và áp dụng phương án điều động thuyền hợp lý nên hoàn toàn không xảy ra hiện tượng ùn tắc. Chỉ tính riêng trong 5 ngày từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 đã có hơn 80.000 lượt khách đến tham quan, tăng hơn 70% so với dịp lễ năm 2014. Đặc biệt năm nay, du khách khi tham quan Động Phong Nha còn được thưởng thức chương trình nhạc giao hưởng với các bản nhạc đi cùng năm tháng như Quảng Bình Quê Ta Ơi, Chuyện Tình Phong Nha do dàn nhạc Nhật Bản thể hiện dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nổi tiếng Akira Ota. Xin được chuyển sang phần tin tức quốc tế. Số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng ở Nepal cách đây một tuần tiếp tục tăng sau khi nhà chức trách nhận được báo cáo từ một số khu vực xa xôi thông báo tìm thấy thêm nhiều thi thể trong các đống đổ nát. Theo Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Quốc gia Nepal, số người thiệt mạng đã lên đến hơn 7.000 người và số người bị thương là khoảng 14.300 người. Hiện vẫn còn một số khu vực nằm ở vị trí hẻo lánh, lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận được như vùng Gokha do đường xá bị phá hủy gây khó khăn cho việc đi lại. Liên Hợp Quốc kêu gọi chính phủ Nepal cần đẩy nhanh hơn nữa việc phân phối hàng cứu trợ cho các nạn nhân của động đất. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 3 triệu người Nepal đang cần được giúp đỡ về lương thực. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hôm qua đã có chuyến thăm Cuba nhằm tăng cường các mối quan hệ giữa hai nước và đây là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Nhật Bản đến Cuba. Trong cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Rodriguez, ông Kishida cam kết tăng viện trợ phát triển chính thức ODA của Tokyo dành cho Cuba. Ngoài ra, Nhật Bản cũng muốn khởi động một kế hoạch hợp tác mới trên một loạt lĩnh vực nhằm hỗ trợ các chương trình cải cách của Cuba do Chủ tịch Raúl Castro thực hiện. Về phần mình, Ngoại trưởng Cuba Rodriguez cho biết mối quan hệ với Nhật Bản là một ưu tiên của Cuba và rằng Cuba sẵn sàng phát triển sâu rộng mối quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có thương mại, đầu tư, khoa học và hợp tác nhiều mặt. Lực lượng Hải quân Italia ngày hôm qua đã thông báo hai chiếc tàu tuần tra của họ cứu được hơn 1.000 người nhập cư trái phép chỉ trong một ngày ở Địa Trung Hải. Những người nhập cư trái phép này đang lênh đênh trên biển, trên 5 chiếc thuyền nhỏ chật cứng người và phần lớn những người nhập cư này đến từ các nước Bắc Phi. Sau một thời gian tạm lắng thì giờ đây các thuyền chở người nhập cư từ các nước Bắc Phi đến châu Âu bắt đầu hoạt động mạnh trở lại. Vào hồi giữa tháng trước, một chiếc tàu đánh cá chở người di cư bất hợp pháp đến châu Âu bị lật ngoài khơi Libya khiến 800 người thiệt mạng. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, số nạn nhân thiệt mạng kể từ đầu năm đến nay đã cao gấp 30 lần so với cùng thời gian này năm ngoái. Phần điểm tin thời sự lúc 10 giờ sáng xin được kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.